Kính thưa quý vị, tính đến nay mới hơn nửa nhiệm kỳ, kể cả Phó Văn Thưởng thì đã có 18 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có đến 4 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 bị ngã ngựa bằng nhiều hình thức, đó là cho thôi giữ chức, về hưu theo nguyện vọng, bị kỷ luật cách chức, khai trừ, bị đình chỉ, vân vân. Theo độ nóng sát phạt của lò ông Tổng, ủy viên Trung ương bị bắt giam không còn chuyện lạ. Thậm chí ở khóa 12, Đinh La Thăng là ủy viên Bộ Chính trị cũng bị bắt giam nhiều lần ra tòa lãnh án. Cụ Tổng và các quan chức tuyên giáo từ trên xuống dưới luôn xoen xoét tự hào rằng chống tiêu cực tham nhũng không có vùng cấm, dù là thành phần tinh hoa được đảng sàng lọc, bồi dưỡng, học tập, rèn luyện theo đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng khi bị lộ dính vào tham nhũng thì đều xử lý nghiêm. Tuy nhiên, trong thể chế chính trị mà cán bộ có ba mức, tín nhiệm, tín nhiệm cao, nhiệm thấp lại có luật ngầm bí mật nào đó, việc xử lý sai phạm đảng viên, nhất là đảng viên cao cấp luôn phải tuân theo trật tự nghiêm ngặt là kỷ luật đảng trước, pháp luật sau. Cái luật ngầm ấy làm cho việc chống tham nhũng bị chậm chạp, kéo dài. Đa phần trường hợp sai phạm xảy ra lâu từ đời tám hoánh, cán bộ tham nhũng đã lên chức hoặc hoán chuyển đơn vị nhiều lần mới bị xử lý bắt giam. Ông Trần Văn Minh Bí thư Bình Dương sai phạm đất công, đất tư, xây nhà không phép, lấn sông đã bị Trương Châu Hữu Danh phanh phui từ lúc còn làm chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ở khóa 12. Ấy vậy mà vẫn phong phèo lên chức bí thư, lọt vào Trung ương Đảng khóa 13 rồi mới bị kiểm tra kỷ luật Đảng, sau đó mới bị bắt giam, mới đây thôi trong vụ án xăng dầu xuyên Việt oi mở rộng. Đảng đã kỷ luật cách chức khai trừ ông lê đức thọ ủy viên trung ương bí thư bến tre vì đã vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai minh bạch tài sản thu nhập giải trình nguồn gốc và tài sản không trung thực không đúng quy định vi phạm của ông lê đức thọ mang tính hệ thống kéo dài trong nhiều năm đã gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận xấu, bức xúc ảnh hưởng đến uy tín của đảng, mất uy tín cá nhân. Những vi phạm đó phát sinh từ thời ông làm ngân hàng, đâu liên quan tới tỉnh Bến Tre, cũng phải chờ đảng khai trừ xong, đến tháng 12 năm 2023, ông Thọ mới bị bắt giam. Chính vì trật tự đảng trước, nhà nước sau một cách nghiêm ngặt đó nên khóa này Trung ương Đảng và Quốc hội phải họp bất thường, lưu bù như đám cưới chạy tang để cách chức, hoặc bắt giam các ủy viên trung ương. Phiên bất thường đầu tiên để cách chức khai trừ, bắt giam hai ông bộ trưởng, là Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, chỉ trong một ngày. Phiên bất thường thứ hai là cho hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam thôi giữ chức, kế đến là ông Nguyễn Xuân Phúc, với ông Trần Đức Quận, Bí Thư Lâm Đồng, tuy không phải họp trung ương bất thường, nhưng ngày 24 tháng 1 năm 2024, khởi tố bắt giam vẫn trùng khớp với ngày Ủy ban kiểm tra họp xét đề nghị kỷ luật ông Quận. Quy tắc đảng trước, nhà nước sau vẫn được bảo đảm. Điều oái âm là ngay trong ngày tôn vinh phụ nữ 8 tháng 3, Tô Đại Tướng đã xét rào khởi tố bắt giam người đẹp Hoàng thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh trong khi chưa hề bị đảng nhắc nhở tiếng nào sự kiện gây chấn động vì trước đây dư luận có quá nhiều tai tiếng về sự thăng tiến thần tốc sự kiện gây chấn động vì trước đây dư luận có quá nhiều tai tiếng về sự thăng tiến thần tốc cũng như năng lực và sinh hoạt lối sống của hoàng thị thúy lan báo chí lệ phải từng đăng thông tin một quan chức trẻ đã đột tử sau khi ngủ qua đêm ở biệt phủ của bà Bí Thư. Từ lâu, mạng xã hội đã châm trọng ví von cái tên Lan với nhân vật nữ trong tiểu thuyết Tắt Lửa Lòng của nhà văn Nguyễn Công Hoan được soạn giả Trần Hữu Trang chuyển thể thành vợ cải lương chuyện tình Lan và Điệp rất nổi tiếng ở Việt Nam gần một thế kỷ qua. Ấy vậy mà Lan vẫn vững như bản thạch sai phạm nhận hối lộ của Lan liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Hậu hay còn gọi là Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn vừa mới được khởi tố. Vụ án đã kéo theo nhiều quan chức hàng đầu hai tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi, đặc biệt là ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, từng là bí thư Quảng Ngãi tiền nhiệm. Việc bắt Lan như cú đấm nốc ao hoàn toàn bất ngờ. Mãi đến 10 ngày sau, kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới kết luận rằng người đẹp Thúy Lan có vi phạm và đề nghị cơ quan thẩm quyền xem xét kỷ luật phải mất hai ngày nữa. Trong phiên họp Trung ương bất thường ngày 20 tháng 3, Lan mới bị đảng cắt dây chuông Ủy viên Trung ương cùng với các chức danh khác kể cả đảng viên. Ông thường được đảng nhân văn chấp thuận cho thôi tất cả mọi chức vụ, nhưng không bị khai trừ đảng vì sao có hiện tượng lạ lùng này tô lâm quá nhanh tay hay trần cẩm tú chậm chân bắt giam ủy viên trung ương trước khi bị đảng xử lý là chủ trương mới luật mới của chiến dịch đốt lò của tổng trọng hay là hành vi tự phát của tô lâm vì sao phải bắt giam cấp bách người đẹp tên lan và các đồng phạm mà không chờ đến cuộc họp bất thường như các ủy viên trung ương khác với người dân thì đây chỉ là thắc mắc cho vui bắt trước bắt sau bắt nhiều bắt ít không liên can gì đến họ trong thể chế độc đoán này mọi chức tước đều được bán mua đổi trác thỏa hiệp giữa các cá nhân phe nhóm trong giới lãnh đạo chóp bù người ta dư hiểu rằng đã leo vào đến nhà đỏ thì không có bàn tay nào trong sạch ai cũng có thể là học trò xuất sắc của hồ chí minh đạo đức sáng ngời và khi bị lộ ai cũng đều là những con hạm khổng lồ nuốt trọn hàng chục hàng trăm dự án đất đai tài sản hàng ngàn tỷ chỉ vài tháng trước đây báo nhân dân của đảng đã long trọng đưa tin rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021 đến 2026 Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đạt gần 98% số phiếu tín nhiệm cao, chiếm tỷ lệ cao nhất. Nhưng với các quan chức cao cấp trong nhà đỏ, sự phá vỡ nguyên tắc đảng trước luật pháp sau sẽ có tác động rất lớn. Quyền lực của phe nhóm công an sẽ tăng thêm một bước mới, có thể khuynh đảo chính trường. Điều rõ ràng nhất là ngay sau khi Hoàng Thị Thúy Lan bị bắt, Võ Văn Thưởng bị tước mọi quyền hành không còn xuất hiện trên báo chí. Ngay công việc mang tính nghi lễ thuần túy là tiếp đón đại sứ Lào lại được giao cho bà Trương Thị Mai, một người không hề có danh vị gì về ngoại giao của nhà nước, là thất thố ngoại giao khó giải thích. Chuyến thăm và làm việc của quốc vương và hoàng hậu Hà Lan bị hoãn đột ngột, như vết chém khó hàn gắn vào quan hệ ngoại giao hai nước. Diễn biến này cho thấy cuộc chiến cung đình trước thềm đại hội 14 sẽ rất căng thẳng tàn khốc các phe nhóm sẽ tranh giành quyền lực các ghế tứ trụ một mất một còn những tiêu chuẩn về năng lực phẩm chất cán bộ mà tổng trọng và tiểu ban nhân sự đã công bố chỉ là món đồ chơi chiến thắng thuộc về kẻ mạnh nắm được yếu huyệt của đối phương phạm bình minh trần tuấn anh và đến lượt võ văn thượng bị cưa ghế hoàn toàn không phải vì những vi phạm chung chung như đã được nêu thậm chí có phần nào đó họ còn sạch sẽ hơn những nhân vật đang quyền đang chức họ bị loại chính là bởi có đủ các tiêu chuẩn hình thức lọt vào tứ trụ nhưng thuộc về phe yếu phải chấp nhận rời sân để nhường cuộc chơi cho người khác quý vị vừa nghe xong bài viết bắt nóng ủy viên trung ương đảng trần chậm hay tô nhanh bài viết của tác giả gió bấc được đăng trên trang web đài á châu tự do Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau. Kính thưa quý vị, tin tức báo chí rầm rộ đưa tin sự kiện Ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng rời ghế về làm sân thường nhưng dường như không có nhiều nuối tiếc trong công luận. Ông Thưởng không còn được làm quan nữa vì bởi bị phát hiện những sai phạm dính líu đến hối lộ và tham nhũng thời còn nắm quyền ở Quảng Ngãi tương tự như những kẻ vô lại khác đã và đang bị vạch trần trong chiến dịch đốt lò của tổng bí thư nguyễn phú trọng hầu như người dân đón nhận tin tức này nổi bật trên các mạng xã hội chỉ có những lời diễu cợt hoặc chào tạm biệt mà không hề luyến tiếc nó phần nhiều khác biệt với lúc tin ông nhậm chức chủ tịch nước dù trong bối cảnh bất thường là thế chỗ cho chủ tịch tiền nhiệm cũng bị buộc từ chức vẫn có đôi lời kỳ vọng về một người miền Nam trẻ tuổi có ít nhiều khác biệt với các quan chức cùng thời. Một năm để đánh giá con người chắc là cũng đủ. Sự thờ ơ của người dân về tin tức vị chủ tịch nước 53 tuổi chỉ mới ngồi vào ghế một năm rồi phải ra đi. Nó cũng cho thấy những ngày tháng cầm quyền ngắn ngủi của ông không đem lại điều gì để cho người dân thương mến, thậm chí là ngược lại. Năm 2017, khi còn làm trưởng ban tuyên giáo trung ương, ông Võ Văn Thưởng từng làm xã hội xôn xao với tuyên bố không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, tưởng chừng như cánh cửa đón nhận các ý kiến khác biệt đã mở rộng sau khi luật an ninh mạng, luật không chấp nhận ý kiến khác biệt ra đời. Vậy mà, đó chỉ là lời tuyên bố vui miệng của Thưởng. Năm 2024, ông Đỗ Minh Hiền ở Hà Nội, một người viết lý luận triết học riêng, khác biệt với triết học Mark Lenin bị tuyên án 6 năm tù. Không ai biết ông viết gì, lập luận ra sao. Vì bởi ông chưa bao giờ có dịp được đối thoại hay tranh luận để nhận biết mình sai hay đúng trong giấc mơ mà ông thường vẽ ra. Đỉnh cao không đối thoại của ông thường là vào tháng 9 năm 2023, lúc án tử của Lê Văn Mạnh, vào lúc có quyền lực nhất trong đời mình và có thể làm thay đổi có tính bước ngoặt của một vụ án oan đã kêu gào suốt 20 năm, ông Thường đã chọn bịt tai không đối thoại với người mẹ già khốn khổ, cầu vác đơn quỳ trước cửa xin ông nhìn vào một lần những điều kết tội quái lạ của bản án. Một ngày trước án tử hình là giai đoạn nặng nề của cả xã hội nhìn. Đợi vị chủ tịch trẻ hy vọng được nghe đối thoại, hy vọng được nghe tranh luận về sự thật. Nhưng rồi tất cả đều chìm trong nụ cười vô tâm của ông ta trên các trang tin nhà nước. Năm 2020, tại đại hội thành lập Hội Triết học Việt Nam, với tư cách là trưởng ban tuyên giáo lúc đó, ông Phó Văn Thưởng kêu gọi phải tạo nên những nhà triết học Việt Nam. Ông thưởng ca ngợi sự vĩ đại của triết học Hy Lạp, La Mã vân vân và nói Việt Nam cần phải có những nhà triết học tầm cỡ. Dường như ông quên mất rằng, Việt Nam cũng đã có triết gia hàng đầu được cả thế giới biết đến như Trần Đức Thảo đã phải chết trong im lặng, nhưng có lẽ Phạm Trù triết học của ông thượng hoàn toàn khác với thế giới khi nhấn mạnh rằng hội triết học cần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm triết học sai trái, thù địch đi ngược lại với lợi ích của dân tộc đất nước, tức là triết học của ông thượng không dùng để nghiên cứu về các sự vật và hiện tượng của tự nhiên và xã hội, mà chỉ nhằm để tiêu diệt các lý thuyết khác. Năm 2023 là năm cả nước kêu gào các vụ án oan cần được xét lại, như của Nguyễn Văn Trường, Hồ Suy Hải. Cách làm ngơ dẫn đến việc xử tử đột ngột với Nguyễn Văn Mạnh đã làm những người có lương tri ở Việt Nam đều xót xa và lại liên tục gọi tên ông Thượng với niềm tin phập phòng. Tháng 2 năm 2024, những người quan tâm đến các vụ án oan ở Việt Nam đều chưng hửng khi nghe tin Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định ân giảm hình phạt từ tử hình xuống tù trung thân cho 18 bị án có đơn gửi xin. Lẽ nào núi đơn chồng chất suốt hơn một thập niên của các gia đình như Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải đã gửi sai địa chỉ, sai con người, nhưng những chuyện đó giờ cũng đã qua, vị chủ tịch nước quyền thế đã bước xuống người đàn ông Phó văn thưởng trao trả mọi thứ và về nhà nói theo nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng khi thôi chức vụ là thôi hết mọi thứ để về làm người tử tế nhưng về sau khi sóng gió chính trường đi qua ngồi ngẫm lại ông thưởng có tự đếm xem mình đã là người tử tế được bao nhiêu lần quý vị vừa nghe xong bài viết ngay chủ tịch về làm người tử tế bài viết của tác giả Tuấn Khanh. Quốc hội Việt Nam chính thức miễn nhiệm chức chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng trong ngày 21 tháng 3. Ông Võ Văn Thưởng trước đó đã nộp đơn từ chức trước Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sau một năm 18 ngày giữ chức vụ này. Người tiền nhiệm của ông là ông Nguyễn Xuân Phúc, từ chức sau gần 2 năm đảm nhiệm chức vụ sau khi thay cho ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng giữ chức chủ tịch nước gần 2 năm rưỡi, thay ông Trần Đại Quang tử vong do bệnh lạ vào ngày 21 tháng 9 năm 2018. Ông Trần Đại Quang cũng chỉ giữ chức chủ tịch nước được gần 2 năm rưỡi thì mất. Như thế, tính từ khi ông Quang nhận chức chủ tịch nước là tháng 4 năm 2016, đến nay mới có 8 năm nhưng có đến 4 vị chủ tịch nước, tức là không có ai làm hết nhiệm kỳ vì nhiều lý do. Ngoài các vị chủ tịch nước từ chức như vừa nêu, hai nhân vật trong bộ chính trị cũng bị cho là buộc phải từ chức đó là hai phó thủ tướng chính phủ Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Một số người dân cho rằng việc chức vụ chủ tịch nước liên tục bị thay thế khiến cho họ cảm thấy hoang mang. Ông Nguyễn Khắc Toàn ở Hà Nội nói với RFE Võ Văn Thưởng lên thì việc lựa chọn rất là kỹ, được đào tạo gì gắt thì ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng rất là tự hào, tâm đắc về cái nhân vật này. Ông đã từng khoe cái nhân vật rất là trẻ, được nhiều dắt từ cán bộ cơ sở, cán bộ đoàn đi lên, không có kỳ ghét gì. Thế bây giờ trong vòng như thế là ba năm trời, chẳng có vị nào thì làm chọn nhiệm kỳ năm năm cả. Thì người dân Việt Nam cũng cũng rất là hoang mang, cũng rất là nghi ngờ. Hiện nay cái công tác nhân sự rất yếu kém và cái đội ngũ quan chức lãnh đạo ở thượng tầng cấp cao là nó có vấn đề, nó có một cái gì nó không bình thường có ảnh hưởng rất nặng đấy từ những người mà người dân người ta không để ý gì đến chính trị hoặc là những người rất là tin cái, cái thể chế này tin sự lãnh đạo của đảng đến cái mức độ người ta cũng phải sao động người ta hoang mang à, người ta ngờ vực vấn đề mới ở chỗ đó tuy một số người dân cảm thấy hoang mang thì có một số người khác lại cảm thấy bình thường ông vũ minh trí ở hà nội giải thích thì tôi thấy rằng là cái tình hình thay đổi về nhân sự chủ tịch nước liên tục như thời gian vừa rồi ấy, Yeah. thì nó hoàn toàn dễ hiểu nó phù hợp với một thực tế là đảng cộng sản việt nam ấy từ rất lâu rồi đã không còn đáng tin cậy cả về đạo đức và về chính trị nói cái khác là trình độ chính trị và trình độ đạo đức của cán bộ đảng viên của nó ấy, đã đều ở mức rất thấp thì ta thấy rằng là tất cả các vị mà bùng định nghỉ trong thời gian vừa rồi đấy vì đã vi phạm như theo kết luận của ủy ban kiểm trung ương ấy chủ yếu là nó ở những cái giai đoạn trước khi các các vị nhận cái trước đấy nó chứng tỏ một điều rằng ấy là cái công tác kiểm tra này quy hoạch này rồi là lựa chọn này cán bộ là rất kém nói đến chuyện lựa chọn nhân sự hay chuyện lãnh đạo vi phạm hàng loạt ông trí nêu câu chuyện ở tỉnh bình thuận theo đó tháng 7 năm 2022 Phó Chủ tịch Thường trực Chính phủ lúc đó là ông Phạm Bình Minh đã ký một loạt quyết định thi hành kỷ luật các ông Lê Tiến Phương, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Ngọc Hai, Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Đức Hòa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Lê Tuấn Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và ông Lương Văn Hải, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vì những sai phạm trong quá trình công tác. Năm 2022 là cột mốc 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận sau khi tách tỉnh Thuận Hải thành Bình Thuận và Ninh Thuận. Như vậy, trong suốt 30 năm có 6 đời chủ tịch Ủy ban nhân dân thì cả 6 vị đều bị xử lý kỷ luật. Mới hôm 13 tháng 2 năm 2024, phát biểu tại phiên họp đầu tiên tiểu ban nhân sự đại hội 14, ông Nguyễn Phú Trọng nhắc lại, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và một số nước Đông Âu sụp đổ là do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân rất quan trọng là lựa chọn, bố trí sai một số cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, nhất là cấp cao cấp nhất. Ông Trọng nhấn mạnh, phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc sa sút về phẩm chất, đạo đức, vướng vào tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, vân vân. Bởi theo ông Trọng, để những người như thế lọt được vào cương vị lãnh đạo là tai họa cho đảng, là tạo điều kiện cho họ càng hại nước, hại dân nhiều hơn. Căn cứ vào điều 33 nội quy kỳ họp quốc hội ban hành kèm theo nghị quyết 71-2022 quốc hội 15, Quốc hội bầu chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín với trình tự gồm 13 bước. Trong đó, bước 1 là Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ tịch nước và bước sau cùng là chủ tịch nước tuyên thệ. Ông Trần Anh Quân, một nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam nói với RFA rằng các ông bầu bán với nhau và tự trút phế nhau, chứ có trưng cầu ý dân đâu. Với trường hợp từ chức mới nhất của ông Võ Văn Thưởng, ông Quân nhận xét nó người ta nói chính trị Việt Nam là cái nó, nó ổn định là nó ổn định ở cái, cái, mức là tham nhũng ổn định là ông nào lên thì cũng tham nhũng như nhau là nhớ nhất thứ hai nữa bản thân em thấy cái cái hệ thống chính trị hiện tại nó đã xuống cấp trầm trọng tới mức mà người ta đấu đá lẫn nhau mà nó lố bịch thấy rất là rõ là uh, chủ tịch nước làm việc mà mà không vừa ý một cái lãnh đạo nào đó thì sẽ bị phế chức thì thật ra người dân bây giờ họ, cũng chẳng còn tin tưởng vào cái hệ thống chính trị Việt Nam nữa đâu nhưng mà tại vì đảng cộng sản họ họ chèn ép người dân quá họ đàn áp mạnh mẽ quá nên là bây giờ đâu có ai dám phản đối ý kiến gì nữa cách đây mấy ngày thì ông Nguyễn Phú Trọng ông có nói là sẽ lựa chọn cán bộ lãnh đạo một cách là kỹ lưỡng rồi có tài có đức cho đất nước nhưng mà qua cái cách mà, mà lựa chọn từ ông Nguyễn Xuân Phúc tới ông Võ Văn Thưởng bây giờ thì cho thấy là thật ra là những cái lựa chọn đó là toàn là những cái người mà phay cánh của họ thôi à Ông Võ Văn Thưởng rời chức chủ tịch nước vào ngày 21 tháng 3 năm 2024. Cùng ngày, bà Võ Thị Ánh Xuân, phó chủ tịch nước được chỉ định giữ quyền chủ tịch nước. Hôm 14 tháng 1 năm 2023, sau khi chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được miễn nhiệm, Bà Xuân cũng đảm nhiệm vị trí quyền chủ tịch nước cho đến ngày 2 tháng 3 năm 2023 khi ông Võ Văn Thưởng chính thức trở thành chủ tịch nước.